Xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với bạn về sản phẩm máy thái chuối Takeo TK1800. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với bạn về chức năng thái chuối cho heo, dê, trâu, bò ăn và thêm chức năng có thể dùng con máy thái chuối này băm cho gà và vịt ăn được. Bây giờ thì mình sẽ giới thiệu các bạn về sản phẩm máy thái chuối Takeo TK1800. Máy có tay gài rất là chắc chắn. Chúng ta có thể mở nắp ra để thái, để thẳng xuống ao hồ cho cá, cho các vật nuôi ở dưới nước. Còn nếu băm ở trên bờ thì chúng ta có thể đóng nắp vào. Để băm thì nguyên vật liệu sẽ xuống như thế này. Bây giờ tôi sẽ test cho các bạn mở nắp để các bạn nhìn thực tế về máy trước ạ. Đầu tiên chúng ta mở CB lên. Sau đó chúng ta đưa nguyên liệu vào. Đây là nguyên liệu chúng ta băm thực tế. Máy cắt rất là ngọt. Khi chúng ta muốn dày thì chúng ta sẽ đưa nguyên liệu vào nhanh hơn. Còn khi chúng ta muốn băm mỏng thì chúng ta có thể đưa nguyên liệu vào chậm hơn. Chúng ta có thể điều chỉnh được nha các bạn. Đây là nguyên liệu dành cho bò, heo, dê, cho hũ có thể ăn. Còn bây giờ nếu mà muốn băm cho gà và vịt ăn thì chúng ta sẽ hot lên và băm lại một lần nữa. Chúng ta hót nên bỏ vào trong một cái thau ha các bạn. Sau đó chúng ta sẽ đậy nắp lại. Sau đó chúng ta sẽ mở CV lên. Chúng ta bỏ nguyên liệu lên các bạn. Chúng ta bỏ đầy lên và chúng ta đứng vào. Chúng ta bỏ đầy lên máng và đưa tay nhẹ nhẹ vào, không đưa vào sâu nhé các bạn, nó rất an toàn cho tay này. Khi gần cuối thì chúng ta lấy một thanh chuối, chúng ta có thể đẩy vào từ từ. Rồi, đây là thành phẩm ra nhé các bạn. Các bạn xem thành phẩm ra. Con rất là nhỏ để cho gà và vịt có thể ăn được nhé. Chuyên để thái cho heo, bò, gà, dê ăn. Còn chức năng băm này là chúng ta chỉ gọi là làm chức năng thêm để có thể tận dụng nuôi gà và vịt mà gia súc cầm, không phải đầu tư thêm. Sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu tiếp đến các bạn về dòng máy thái và băm đa năng. Bây giờ chúng ta sẽ test máy TK1800 băm lục bình và cỏ voi. Đây là lục bình các bạn. Nguyên liệu của voi.
bình ngọn cỏ voi sau khi băm. Đoạn lá sẽ băm dài nó khoảng tầm 2 đến 2,5 cm nha các bạn. Còn đoạn thân cứng thì sẽ băm rất là mỏng nha các bạn, khoảng 2 ni đến 5 cm tùy theo cái độ cứng. Cái độ ẩn gốc thì mình sẽ cho băm mỏng, còn cái đoạn thân mềm thì mình sẽ băm vào cái tốc độ nhanh hơn để ra được tính khoảng 5 ni đến 1 cm để cho bò dê heo cho chúng chân cầm ăn nha các bạn. Đây, bạn xem băm rất là nhanh, đều và rất là ngọt, không bị dập và không hề bị chảy nước. Nếu như các bạn có nhu cầu quan tâm tìm hiểu và muốn mua sản phẩm này, hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại bên dưới video hoặc đến địa chỉ showroom 354 đường Bình Long, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú để xem máy trực tiếp và được tư vấn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bà con đừng quên nhấn nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và đồng thời nhấn nút chuông bên cạnh để nhận những thông báo mới mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải một video mới hướng dẫn sử dụng máy móc, thiết bị cho bà con.